Zipmax giúp giảm đau, tái tạo sụn khớp và xương dưới sụn. Khi mà trời ấy, đang nắng hoặc là chuẩn bị mưa ấy, là người nó nhức mỏi lắm, nó đau mà di chuyển nó khó khăn. Thế mà các cái đầu gối nó rất là đau, nó cứ lục cục đi lại lên cầu thang là đau lắm. Nhiều khi đi là cứ phải viện mà đi có khi từng bước một, mà cũng có thời gian nó nặng nữa cơ. Cứ ngủ dậy buổi sáng sớm ấy, là khi mà dậy không dậy nổi, dậy là cứ phải mấy phút làm sao mới dậy được, cảm thấy rất là bi quan rồi đấy. Công việc của chú làm đó hàng ngày phải đi sắp xếp xe, tay chân nó cũng thường nó bị nhức mỏi đó, nó đau thì nó cũng có trở ngại, vì nhất là hai đầu gối mình đi tới thì lôi thường đó rất là nhức. Vì các cái khớp xương đằng sau lưng mà cô để thoái hóa hết rồi, cô cảm thấy như nó sắp rơi cái xương ra này, cô sợ. Khi mà cô dùng dịch mát, tự nhiên là nó cứ thay đổi dần dần đến lúc nào không biết ấy. Tự nhiên thích bỏ cái đai ra đấy, thì cô thấy đi lại thấy nó vững vàng, nó không còn như ngày trước ấy. Thế mà cô uống một thời gian thì cô thấy khỏe hẳn ra. Rồi xách đồ rồi bê cái nọ cái kia là cô mách bê đồ đấy. Trong gia đình ai cũng thấy vui. Thì cũng rất may, còn gái chú mua cho chú dùng thử cái loại thuốc dịch mát đó. Thì thấy nó đau nhất về xương khớp như mà đầu gối nè, bả vai hay là cái tay đó, rất là giảm hẳn á. Như vậy thì chú thấy là rất mừng. Cái yếu tố môi trường và cái yếu tố sinh hoạt của chúng ta nó sẽ làm cho khớp gối của chúng ta bị hư nặng hơn. Thứ nhất là chúng ta sẽ làm cho nó bị chấn thương. Chấn thương ở đây đang nói tới cái chuyện là vi chấn thương lặp đi lặp lại. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta vận động đó, cái dịch khớp nó sẽ cung cấp cái chất dinh dưỡng cho con tế bào sụn. Mỗi lần chúng ta đi thì cái sụn nó sẽ co giãn, nó giống như cái miếng bọt bể vậy đó, nó hút nhẹ. Thức ăn nó sẽ vào, tế bào sụn nó giữ lại và nó dinh dưỡng, sau đó nó sẽ thải ra ngoài. Và như vậy cái lượng dịch khớp nó sẽ được làm mới. Khi chúng ta hoạt động thì cái sụn khớp nó sẽ tốt hơn. Người ta làm một thí nghiệm như thế này, người ta bắt con chó vẫn cho ăn uống bình thường nhưng mà không cho nó chạy nhảy cầm cái chân nó lại thôi. Sau 3 tháng ta mổ cái khớp gối ra, ta thấy cái miếng sụn nó sẽ bong ra, nó rớt ra từng miếng giống như chúng ta cậy cái cùi dừa vậy đó. Thì người ta kết luận hoạt động sẽ làm cho cái sụn nó tốt hơn. Người ta làm tiếp một nghiên cứu nữa là bắt tất cả những người chạy marathon, vừa chạy về xong ta đo áp lực trong sụn, ta thấy nó tăng vọt lên hẳn luôn. Người ta kết luận là khi mà hoạt động quá mức, con tế bào sụn nó cũng dễ bị chết. Thì như vậy cái yếu tố mà chúng ta sinh hoạt sai như vậy nó cũng làm cho cái tế bào sụn nó chết đi nhanh hơn. Thế thì điều trị nó làm sao? Có một cái chất nữa là beptan. Thì chúng ta biết là cái beptan đó là chiết xuất tự nhiên đó. Thì cái beptan nó sẽ làm hỗ trợ cho cái việc mà dinh dưỡng của cái tế bào xương dưới sụn. Và khi cái xương dưới sụn này nó không bị chết và nó không bị vỡ ra đó, thứ nhất tạo được cái dinh dưỡng cho cái lớp sụn đó. Cái thứ hai ngăn cản được cái quá trình mà hư cái xương dưới sụn. Và khi không có hư xương dưới sụn thì giống như cái nhà mà cái móng nó vững thì nó không bị sập. Thì đó là những cái dưỡng chất tự nhiên chúng ta có thể bổ sung được cho cái khớp. Zmax mới đến tại thiên nhiên giúp tái tạo phục hồi xương dưới sụn và bổ sung tại khớp. Zmax giúp giảm đau, tái tạo sụn khớp và xương dưới sụn.